Đại gia ngầm Mai Phương Thúy giàu có đến mức nào sau 15 năm đăng quang hoa hậu? 15 năm sau khi đăng quang hoa hậu Việt Nam 2006, cuộc sống của nàng hậu Mai Phương Thúy ngày càng thay đổi. Năm 2006, Mai Phương Thúy là hoa hậu đã đăng quang cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi, người đẹp được công chúng biết đến nhiều hơn, không chỉ vì nhan sắc vạn người mê mà còn bởi cách ứng xử khéo léo thông minh. Sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Cô dành phần lớn thời gian để học tập, đầu tư kinh doanh và rất thành công ở lĩnh vực này. Hiện tại, Mai Phương Thúy là cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước. Cô đồng thời là chủ một công ty có quy mô 40 nhân viên và sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cô còn sở hữu không ít căn chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và thậm chí là Hồng Kông. Mai Phương Thúy từng nói về công việc sau khi đăng quang hoa hậu của mình: "Tôi đang thành công với công việc chuyên môn của mình. 3-4 năm về trước, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam ở đấy bị định giá rẻ nên tôi tập trung vào nghiên cứu đầu tư. Bây giờ thị trường tăng mạnh nên tôi chỉ cần hưởng thành quả thôi. Ai làm đầu tư thì hiểu ý tôi nói gì mà." Về hoạt động nghệ thuật, Mai Phương Thúy là nghệ sĩ sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị. Theo nhiều nguồn thông tin, cát-xê của người đẹp dao động từ 2.000 đến 4.000 đô, tương đương với 45 đến 90 triệu đồng. Cô cũng tương đối mạnh tay khi đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh. Năm 2009, cô sắm chiếc xe Mitsubishi Grande E thuộc hạng sang lúc bấy giờ. Sau đó, cô liên tục bổ sung vào bộ sưu tập những chiếc xe đắt đỏ khác từ thương hiệu Range Rover có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Kho hàng hiệu của Mai Phương Thúy khiến nhiều người sửng sốt. Hoa hậu 2006 chia sẻ, vì mua quá nhiều mà có những món đồ cô quên không dùng tới. Cô từng hài hước nói, đồ hiệu nhìn không khác gì đồ thường. Cách đây vài năm, Mai Phương Thúy đã mua hợp đồng bảo hiểm trị giá 20 tỷ cho bản thân. Người đẹp có kinh tế ổn định nhờ thành công trong lĩnh vực kinh doanh và nổi tiếng với phát ngôn, tôi không thích chạy theo tiền bạc, vì thế tôi để tiền bạc chạy theo tôi. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Mai Phương Thúy đã có những chia sẻ về cuộc sống mùa dịch của mình. Cô tiết lộ, tôi luôn có một khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3-4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5 đến 10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt vì dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ.